Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới trải dài trong 5 ngày từ 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, những ngày đầu nghỉ lễ từ ngày 27 đến 29 tháng 4, khả năng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả khu vực Hà Nội sẽ xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất ban ngày phổ biến là 35 đến 37 độ, sau đó ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nắng nóng ở khu vực này sẽ suy giảm chỉ còn cục bộ một vài nơi với mức nhiệt 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nơi nắng nóng nhất trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ là khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến là 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ban ngày phổ biến là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong những ngày nắng mạnh như vậy thì chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư, cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ. Vì vậy, người dân cần lưu ý trong những ngày lễ sắp tới, khi tham gia các hoạt động ngoài trời chú ý đến điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu thoải mái, không bó sát nhẹ nhàng. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt, giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu bạn cảm thấy các triệu chứng là sốc nhiệt gây ra.